tiếp theo nếu mình chạy phim mình sẽ tô màu xanh. Mình sẽ đi tô màu cho màu sắc của chiếc bánh kem này nhé. Mình sẽ dùng màu vàng. Mình sẽ tô màu cho phần chân bên dưới nhé. Mình đã tô màu xanh cho phần đôi chân ở bên dưới của cái chiếc bánh kem có hình khuôn mặt dễ thương này các bạn. Và video tô màu ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo ở trên kênh của mình. Hẹn các bạn theo dõi video thì hãy nhớ để lại cho mình một lượt like, share cũng như là đăng ký kênh để theo dõi thêm được nhiều video tô màu nữa. Thì sẽ phải mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hoàn thành bức tranh về hình ảnh của một chiếc đèn ngủ rất là dễ thương đang đọc sách, và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bức tranh chiếc đèn ngủ của mình nhé.